Anh đang hát về thuyền Manchester City. Hai năm tháng bay đặt chân tới đây, giao đấu luôn những giây phút vừa vào sân bay, những chân sút hàng đầu vút tươi mỉm cười, hàng trăm fan đã đuổi theo sẽ chào đón. Ta sẽ nói cho màn xanh về ẩm thực nơi đây, ta sẽ nói cho màn xanh về người Việt ta chơi rất hay. Dù có khó khăn nhưng ta phải học hỏi thêm mới hay. Yeah yeah hey. La 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 la. Việt Nam gặp Man City. La 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 la. Trên hết mình đã vui thôi mà. Anh đang hát về thủ Manchester City. Hai năm tháng bay đặt chân tới đây, giao đấu luôn những giây phút vừa vào sân bay, những chân sút hàng đầu vút tươi mỉm cười, hàng trăm fan đã đuổi theo sẽ chào đón. Ta sẽ nói cho màn xanh về ẩm thực nơi đây, ta sẽ nói cho màn xanh về người Việt ta chơi rất hay. Dù có khó khăn nhưng ta phải học hỏi thêm mới hay. Yeah yeah hey. La 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 la. Việt Nam gặp Man City. La 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 la. Trên hết mình đã vui thôi mà. La 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 la. Việt Nam gặp Man City. La 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 la. Trên hết mình đã vui thôi mà. Dù đã quá nhiều trận giao đấu khác các châu lục, nhưng màn xanh vẫn luôn nhiệt tình đã đi. Ta sẽ nói cho màn xanh về ẩm thực nơi đây, ta sẽ nói cho màn xanh về người Việt ta chơi rất hay. Dù có khó khăn nhưng ta phải học hỏi thêm mới hay. Yeah, yeah, yeah.